Hôm nay còn vài ngày nữa thôi là chúng ta đón Tết Nguyên Đán rồi. Hai vợ chồng Thép cũng không có gì hơn chúc cho tất cả quý khán giả năm mới an khang thịnh vượng. Ở năm nay thì cũng không ngoại lệ cả nhà. Hôm nay mình sẽ trả lương, phát tiền thưởng, rồi chơi trò chơi, rồi phỏng vấn cảm xúc của những anh em mà đã đồng hành với mình. Coi thử năm vừa qua họ có gì góp ý kiến hay không. Vẫn như năm nào, vẫn cảm thấy rất là vui vẻ, rất là thích công việc này. Xem anh em ở đây giống như là người nhà trong mặt của mình vậy. Làm chung ở đây với anh em thì thấy nó cũng rất là vui, với lại mình được đi quay phim với anh em á, mình thấy những cái hoàn cảnh nó khó khăn á mà mình trong team giúp được á, mình thấy nó rất là ý nghĩa luôn. Cái công việc mình làm mình cảm thấy nó rất là ý nghĩa. Thì cũng hơn một năm, gần hai năm nay rồi. Thì những cái tình cảm anh em đối với mến còn cũng như là anh em trong một gia đình và một người thân, người ta nói là anh em như bát nước đầy, lúc nào ở trong cái tem cứu đấm thép cũng lúc nào cũng nước cũng đầy hết nha cả nhà. Trong thời gian qua thì tình hình kinh tế nó cũng thất nghiệp rất nhiều, nhưng mà đối với em thì em được may mắn hơn những người khác, thì là cũng cảm ơn anh chị trong suốt thời gian qua tạo điều kiện, với lại có một cái công việc cho em ở quê. Đối với cô chú khách hàng á, thì đôi lúc là em vẫn chưa có giải quyết tốt những cái trường hợp mà cô chú mặc gặp phải á, thì con mong là cô chú anh chị cũng sẽ bỏ qua cho shop. Shop cũng còn đang trẻ nên là sẽ ghi nhận những góp ý của cô chú để ngày càng hoàn thiện hơn. Đây là số tiền mà hôm nay mình sẽ phát lương cho những anh em mình. Xin chào tất cả mọi người. Xin chào cả nhà. Giới thiệu với cả nhà bé Hy Hòn. Bữa giờ cũng hơn 3 tháng rồi cả nhà. Bữa nay ngon lắm nha. Bữa nay biết quay TikTok, TikTok rồi nha. Một miếng ơi. Trời. Coi chừng méo á. Bữa nay mà đưa điện thoại vô quay TikTok là ảnh sẽ kiểu nó tương tác với mình luôn cả nhà. Hôm nay còn vài ngày nữa thôi là chúng ta đón Tết Nguyên Đán rồi. Hai vợ chồng Thép cũng không có gì hơn chúc cho tất cả quý khán giả năm mới an khang thịnh vượng. Năm nay thì kinh tế rất khó khăn luôn cả nhà, nhưng mà hai vợ chồng Thép rất là may mắn, rất là nhiều cô chú anh chị, nhiều khán giả ủng hộ. Thì thông thường là cuối năm mình sẽ thực hiện một cái video trả lương cho anh em này, rồi phát tiền thưởng này. Ở năm nay thì cũng không ngoại lệ cả nhà. Hôm nay mình sẽ trả lương, phát tiền thưởng, rồi chơi trò chơi, rồi phỏng vấn cảm xúc của những anh em mà đã đồng hành với mình. Coi thử năm vừa qua họ có gì góp ý kiến hay không. Xin giới thiệu với tất cả quý khán giả đây. Xin chào cả nhà. Đây là tất cả những anh em nhân viên bên shop Cứu Đấm Thép shop cả nhà. Còn anh em bên Cứu Đấm Thép TV thì họ đang quay phim cả nhà. Thì năm trước thì ở video trước thì chắc năm trước là mười mấy người đúng không? Dạ. Năm nay thì rất là đông luôn người, nha cả nhà. Hơn 10 người thôi. Năm nay thì Thép tính sơ sơ chắc cũng có hơn 20 người cả nhà. 24 người. Phải nói là Thép rất là xúc động luôn. Mỗi khi mà mình ngồi buồn, mình ngồi mình suy nghĩ như thế này cả nhà. Mình nhìn thấy ủa sao anh em đồng hành, anh em nhân viên đồng hành với mình sao bây giờ nó nhiều dữ ta. Nhiều lúc nào không hay luôn. Nhiều lúc nào mình không hay cả nhà. Đôi khi mình nhìn mình cũng cảm thấy cũng mình nhìn là nó kiểu như nhiều á, sao mình cũng mình cáp được không anh? Thì đông thì mình phải áp lực đó cả nhà. Thì nhân viên đông thì đồng nghĩa mình phải nỗ lực phấn đấu nhiều hơn chứ, cũng áp lực chứ, đúng không? Thì mình sẽ làm tốt hơn. Tuy nó áp lực mà nó vui cả nhà.
Tại vì mình tạo công ăn rất là nhiều, công ăn việc làm rất là nhiều cho anh em nên cảm thấy cũng áp lực chút xíu cũng không sao. Theo thường năm thì Thép sẽ phỏng vấn những anh em mà đã đồng hành cùng với Thép, hỏi họ xem cái cảm nghĩ cũng như cảm xúc và họ có những cái góp ý gì trong năm mới này không. Thì bạn Minh là người đồng hành cùng với Thép là lâu nhất, tính tới thời điểm hiện tại là 3 năm cả nhà. Mình làm YouTube 5 năm thì bạn Minh đồng hành hết 3 năm. Thì những cái năm tháng mà anh em mình trong Bình Dương thì cũng có đồng hành chung với nhau trong phòng trọ, cũng rủ nhau quay những ý tưởng mà bạn Minh đưa cho Thép, và Thép cũng sử dụng ý tưởng đó quay mới có được cái kênh Cú Đấm Thép TV như ngày hôm nay cả nhà. Thì sẽ phỏng vấn bạn Minh trước, thì năm nay tình hình sao? Năm nay tình hình thì khá hơn năm trước á. Khá hơn năm trước hả? Nhưng mà Minh thì vẫn như năm nào, vẫn cảm thấy rất là vui vẻ, rất là thích công việc này. Xem anh em ở đây giống như là người nhà trong của Minh vậy. Cho nên là mình thấy năm nào cũng như năm nấy. Năm nào cũng năm nấy. Cũng rất là vui vẻ. Rất là thích đi làm mỗi ngày, tại vì xem mọi người giống như anh em trong nhà vậy. Mình rất là vui, không có ý kiến gì hết. Rồi, ok. Chú Bình là... nhân viên bên Cú Đấm Thép Shop lâu là nhất. Là người làm lâu nhất bên Cú Đấm Thép Shop. Cái thời mà lúc mà mình mới tập tò kinh doanh là chú Bình đã về làm cho mình, là chú trong nhà, chú họ cả nhà. Thì lúc đó là nhớ cái cảnh mà chú mà nằm. Ngày xưa không phải là ngồi để chốt đơn mà nằm lăn lê bò trường để chốt đơn là chú Bình cả nhà. Người ta là người ta chốt đơn hàng, người ta ngồi, người ta ghi, còn chú là nằm và lăn lê bò trường đủ thứ kiểu để chốt đơn hàng cho cả nhà. Thì phải nói là những cái hình ảnh đó Thép thấy là mình, đôi khi mình nhớ lại những hình ảnh đó mình cảm thấy rất là nhiều cái kỷ niệm khó quên đó cả nhà. Chú có nhớ những hình ảnh đó không chú? Có chứ, nhưng mà bữa nay đổi mới ra nha, năm mới đổi mới. Có đeo tay phone ngồi bàn đàng hoàng rồi. từ cũng cải cách chứ cả nhà. Thì năm nay chú thấy công việc làm sao? Nói chung là biết công việc làm sao mà trước mắt là cái đầu chú là không còn tóc. khách chữ quá, bây giờ lụng tóc hết luôn. Lụng tóc luôn hả? Khách chữ quá. Sao? Bắt máy lên là mua hàng giả đã, xong mới điện qua chữ đã luôn. Giờ lụng tóc hết luôn. Thôi bây giờ mình cạo trọc lóc như Thép đây là khỏi mất công mình rụng nữa cả nhà. Rồi đây là thành viên mới tham gia team của Cú Đấm Thép, thành viên quay phim. Anh An mới làm được hình như nửa năm mà phải không? Mới có 4 tháng à. 4 tháng qua là cảm giác sao anh? Nói chung thì làm chung ở đây với anh em thì thấy nó cũng rất là vui, với lại mình được đi quay phim với anh em á. Mình thấy những cái hoàn cảnh nó khó khăn á mà mình trong team giúp được á, mình thấy nó rất là ý nghĩa luôn. Cái công việc mình làm mình cảm thấy nó rất là ý nghĩa. Mình cũng hy vọng là cái năm mới á mình tiếp tục làm tốt cái công việc của mình, cho nó gửi đến những cái thước phim nó hay, nó đẹp đến gửi cho cái giả coi. Đó. Hay quá, cả nhà vỗ tay cả nhà ơi. Một lời phát biểu rất là chân thành và rất là mộc mạc, rất là hay. Tới anh Bảy. Nói chung là năm trước thì cũng báo, năm này cũng hơi báo tí. Hy vọng là năm sau anh Bảy hết báo. Thì không biết là năm anh Bảy đồng hành cùng với Thép là cũng gần 2 năm. Gần 2 năm rồi cả nhà. Thì trước đây nói chung thì cũng là một cái duyên, với lại là năm trước Mến cũng nói rồi, với lại Mến đọc rất là nhiều cái bình luận thì nói rồi tại sao mà Thép không có giúp đỡ cho Mến các nhà này kia đồ. Nhưng mà cái đó thì hôm nay Mến sẽ giải thích cho cả nhà nghe. Nếu mà Thép cho tiền các nhà sửa nhà cho Mến đi thì nó cũng sẽ hết, nhưng mà Thép tạo cho công ăn việc làm nè, tạo thêm cái nguồn thu nhập còn lớn hơn cái đó nữa. Cho nên Mến cũng rất là quý trọng anh em đã cho Mến một cái cần câu hoặc là cái một cái mồi để mình tạo dựng lên. Thì nó sẽ cái những cái đó thì mình càng quý trọng hơn là những cái mà anh em cho thực tế. Nói chung là cũng cảm ơn tất cả anh em trong shop và cảm ơn như là chú Ba và Thép và Nhi với tất cả anh em cho đã đồng hành với Mến thì với anh em thì cũng hơn một năm gần hai năm nay rồi. Thì những cái tình cảm anh em đối với Mến còn cũng như là anh em trong một gia đình và một người thân, người ta nói là anh em như bát nước đầy, lúc nào ở trong cái tem cú đấm thép cũng lúc nào cũng nước cũng đầy hết nha cả nhà, lúc nào nước cũng tràn cả nhà. Tại vì Thép không nghĩ là anh Mến là một người xa lạ đâu, Thép coi anh Mến như một người nhà mình vậy. Anh có cảm giác đó không?
Có đó, từ lúc mà mới lên rồi xong cái là ở trên giường một mình á thì thường thường thì thép nè, rồi cũng gọi hỏi thăm, nhắn tin hỏi thăm. Và thậm chí nhầm khi chú ba cũng vậy đó. Chú ba thì ít nói nhưng mà chú ba cũng nhắn tin con ở chảnh một mình có buồn hay không. Rồi mỗi tuần anh em lên, rồi Nhi, rồi mấy anh em nói chung là lúc nào cũng quan tâm đến Mến. Thì Mến tự nhiên không biết cái cảm giác đó là ủa sao mà anh em đối với mình cũng như là anh em trong một gia đình. Quan tâm là quan tâm lúc mới thôi. Còn dạo gần đây là anh có thấy em có nhắn tin với anh nữa đâu, đúng không? Thì không có nhắn tin nhưng mà lúc cũng là quan tâm sau lưng. Sao sau lưng được, dạo này hết quan tâm rồi. Ủa sao vậy? Nhưng mà anh thấy có cảm giác cũng quan tâm anh em mà. Coi à, bữa nay là anh Mến có người khác quan tâm rồi nên mà anh em mình cũng không cần phải quan tâm được nhiều nữa đâu cả nhà. Ủa sao bỏ rơi vậy? Sao lại bỏ rơi vậy? Rồi ok, cảm ơn anh Mến, một người anh rất là chân thành cả nhà, thép rất là quý mến cái tính thật thà của ảnh. Đấy, Hậu là một trong những thành viên mà mới làm đồng hành cùng với thép là bao lâu rồi? Dạ hôm nay nữa là đúng là tròn một năm luôn ạ. Em có cảm nghĩ gì một năm qua? Dạ thì nói chung một năm qua thì cũng có rất là nhiều kỷ niệm. Thì một năm thì cũng có 365 ngày thì trong suốt khoảng thời... Ồ, dừng lại, một năm 365 ngày, làm hết 350 ngày rồi. Dạ thì cũng có nhiều kỷ niệm, thì vui cũng có, buồn cũng có nè, giận hờn, hoặc là có, thậm chí là có... Dừng lại, giận hờn ai? Thì ấy là đôi khi là mình có một chút gì đó mình giận nhẹ anh. Ấy là có giận anh không? Dạ không. Anh thì không có giận. Chứ giận ai? Đó thì đôi khi thì thậm chí thì mình cũng có những cuộc gọi là cãi vã, nhưng mà gọi là tranh luận nhẹ á. Thì từ đó thì mình cũng tìm ra những cái hướng đi khác, kiểu là cũng muốn có những cái định hướng cho tương lai cho của shop nè. Đó thì nói chung là cũng cảm thấy vui là chính anh. Rồi ok, cảm ơn Hậu. Không vui là chính mà đi làm tiền mới là 10 nha. Thì dạ thì nói chung là chúng trong thời gian qua thì tình hình kinh tế nó cũng em thấy dạo gần đây tình hình nó cũng nhiều người á, nhiều công ty á cũng khó khăn đồ á, thì cũng em thấy cũng nhiều người cũng thất nghiệp á nhiều, nhưng mà đối với em thì em được may mắn hơn những người khác, thì là cũng cảm ơn anh chị trong suốt thời gian qua thì cũng tạo điều kiện với lại có một cái công việc cho em ở quê. Trời ơi, em khóc vỗ tay cái nha. Hậu có một người anh nữa là đang cầm máy quay cho thép á cả nhà. Nhà chỉ có hai ba anh em trai mà ba anh em đang làm ở đây hết luôn à. Đó thì thép cũng muốn tạo điều kiện cho mấy anh em là cũng về quê làm gần ba mẹ, với lại cũng muốn kêu mấy anh em làm cùng với mình, đồng hành với mình cho nó gắn bó gắn kết với nhau hơn. Chứ thật ra mà nói là trong shop và tất cả những anh em ở đây toàn người nhà không mà cả nhà. Đây là Bích Trang, quản lý khu vực shop. Thì hôm năm qua em cảm giác công việc nó có khó khăn gì không? Dạ thì em làm ở đây thì từ khi mà chốt đơn không, mình chốt đơn mình quyết bằng sổ. Cho tới khi bây giờ thì mình chốt đơn mình sử dụng hoàn toàn bằng máy tính và in đơn bằng máy tính luôn. Nó thì em cảm giác một năm trôi qua mình thay đổi rất là nhiều luôn. Từ một hồi đó mình chỉ có em với chú Bình rồi anh Tiến thôi. Đó mà bây giờ quá trời anh em luôn. Nên là em cảm thấy rất là vui. Trong đó thì đôi lúc á thì trong cương vị quản lý của em á thì đôi khi sẽ chưa có làm hài lòng lắm mọi người. Thì mong là trong một năm qua thì mọi người sẽ bỏ qua, mình vẫn vui vẻ với nhau. Và đối với cô chú khách hàng á thì đôi lúc là em vẫn chưa có giải quyết tốt những cái trường hợp mà cô chú mặc gặp phải á, thì con mong là cô chú anh chị cũng sẽ bỏ qua cho shop. Shop cũng còn non trẻ nên là sẽ ghi nhận những góp ý của cô chú để ngày càng hoàn thiện hơn. Rồi vỗ tay cả nhà, quản lý Trang phát biểu rất hay. Đấy thì năm 2022 thì mình chúc
chốt đơn lăng lê bò trường năm 2023 thì mình chốt đơn bằng sổ, bằng máy, và năm 2024 thì thép sẽ quyết định là chốt đơn bằng tự động. Mình sẽ cố gắng đem những cái công nghệ tốt nhất để cho shop mình chốt đơn một cách rất là nhàn nhã và tự động. Với lại số lượng đơn nó sẽ tăng cao hơn và phục vụ đến tất cả quý khách hàng được chu đáo hơn. Đó, cảm ơn tất cả quý khách hàng rất nhiều. Năm này rất là đặc biệt, thép sẽ tổ chức một cái chương trình để cho anh em gắn kết với nhau cả nhà. Và em nói cái thể lệ cuộc chơi hôm nay cái mình sẽ chơi cái gì? Dạ, mình sẽ chơi 3 phần chơi để giành giải. Giải nhất thì mình sẽ được 10 triệu đồng. Và giải nhì sẽ được 5 triệu đồng. Cho toàn tập thể. Và sẽ có một phần trò chơi đặc biệt vào cuối chương trình là trò chơi nhân phẩm. Thì trò chơi đó là trò chơi cá nhân. Trò chơi cá nhân thì ai bốc được cái quả bóng mà sẽ có một cái phần quà trong đó luôn. Mà cái phần quà đó thì sẽ thuộc cái người đó luôn anh ạ. Là bây giờ mình sẽ có 3 cuộc chơi đúng dạ, không? Dạ, 3 phần chơi để chọn nhất nhì. Dạ. 3 phần chơi để chọn nhất nhì để dạ. Lãnh được là 5 đến 10 triệu. Dạ đúng rồi. Còn cái phần chơi thứ tư là phần chơi nhân phần phẩm. Phần chơi cá nhân. Là bây giờ mình sẽ có 4 phần chơi đúng không? Dạ. Rồi bây giờ cả nhà ơi, bây giờ mình bốc số mình để mình sẽ chia thành 2 đội. Hai đội mình sẽ bốc thăm chia đội nha mọi người. Bốc thăm. Bốc thăm nào, bốc trước. Em xin phép. Bốc thăm giùm chị đi. Bốc thăm chia đội cả nhà. Có dấu thăm. Sau thời gian bốc thăm thì để thép coi thứ hai đội nó cũng có trên nhau về hình thể không ta? Bên mình sao có mình rồi. Còn chút không vậy trời. Rồi hai anh quay phim là hai đội trưởng cả nhà. Hai đội trưởng đứng quay phim coi không à. Rồi hai phần thưởng của hai anh đội trưởng đó là sẽ phụ thuộc vào hai đội của mình nha. Bây giờ Trang. Dạ bây giờ sau khi mình chia đội xong thì đội bên X thì cột đánh dấu giùm chị đi ha. Đánh dấu giùm chị. Với lại bây giờ mình sẽ có phần đặt tên cho đội của mình. Mình sẽ có 5 giây để thảo luận cái tên cho đội của mình nè. 5, 4, 3, 2, 1. Đội mình đặt tên gì mình? Đội gì mấy đứa? Đội gì? À? Tại vì đội của mình có mỗi người mỗi ý kiến khác nhau á, chưa thống nhất được, chắc là bạn thấy phải hỏi bên kia trước. Rồi bên này có chú đặt đội, chú tên gì chú? Có ghi là. Hả? Có đặt đội lầy lội. Đội lầy lội hả? Ok. Đội mình đặt tên là đội Quyết Thắng. Rồi ok. Ok. Thép vẫn chưa biết là chơi như thế nào luôn. Tất tần tật là thép giao cho quản lý Trang làm hết luôn. Thế bây giờ chỉ có đứng coi thôi. Còn chơi sao thép chưa biết cả nha. Ok. Bây giờ mình sẽ bắt đầu trò chơi đầu tiên luôn nha anh. Ừ. Rồi. Mọi người ơi, anh em mình ơi, mình bắt đầu luôn nha. Sẵn sàng chưa? Sẵn sàng. Rồi mình sẽ bắt đầu trò chơi đầu tiên. Thì trò chơi đầu tiên mình khởi động xương xương ha, nhẹ nhẹ thôi. Trò chơi cướp cờ. Xương xương mà nhẹ nhẹ cướp cờ. Rồi cả nhà sẵn sàng chưa? Rồi giờ mình chơi nha. Mình bắt đầu nha. Nhớ số của mình nha. Rồi, ok, nhớ nha. Số 4. Rồi, lấy cái cầm hồng chạy về. Trời ơi, cái này không chỉ mà mình nhanh. Cái này mình không chỉ nhanh. Đừng có vội quá, mình phải từ từ. Mình đợi đối phương, đánh lạc hướng đối phương rồi cái đã. Hiểu không? Cứ từ từ đừng có giật. Ở đây có 3 bông hồng. Đội nào mà cướp được cho mình 2 cái là đội đó sẽ chiến thắng vòng 1 nha cả nhà. Rồi tiếp tục. Tiếp tục nha, sẵn sàng chưa? Sẵn sàng. Số 3. Số 2 chạy lên, số 2. Số 2. Rồi số 3 chạy về. Số 3. Số 8 chạy lên.
Số 8 chạy về, số 8 chạy về, số 9 chạy lên. Số 9. Trời ơi. Sau vòng chơi số 1 thì đội Lầy Lội đã bắt được cho mình 2 bông. Vậy là vòng đầu tiên là đội Lầy Lội chiến thắng, chúc mừng. Tiếp tới là trò chơi thứ hai, Trang giới thiệu luôn. Dạ, trò chơi thứ hai là hiệu ý đồng đội. Thì cái trò này nó cũng tương tự như là cái trò tam sao thất bản á. Mình sẽ có một bạn đứng lên coi cái câu đó và diễn tả cái câu đó, diễn tả bằng ngôn ngữ hình thể, có thể nói bằng khẩu hình miệng nhưng mà không được phát ra âm thanh. Và cái thành viên thứ hai á, sẽ là người đón cái câu đó. Phải đúng cái câu đó thì được chấp nhận, được tính điểm nha. Rồi, ok. Cả nhà nắm chưa cả nhà? Rồi, ai sẽ là người, đội nào sẽ chơi trước? Đội, mình cho đội thua chơi trước đi anh. Rồi, ok. Rồi, mà em sẽ có hai cái tập. Hai rồi, tập thì đội trưởng lên nhận tập nè. Lên bốc thăm nè. Cho hai đội trưởng lên đi. Đội trưởng hả? Lên bốc thăm đi. Bây giờ đội thắng đi. Đội thắng là nãy đội thắng là cho nhường đội thắng trước nha anh. Giờ đội thắng chọn trước đi. Đội thắng đây đúng không? Rồi, đội thua cái này đúng không? Rồi, ok. Đội thua chơi trước, chị để lại cái này đây. Đội thua chơi trước. Rồi bây giờ đội thua chơi trước, đội thua cử giùm em hai bạn lên chơi trò này. 3 2 1. Bắt đầu thời gian. 3 phút. Khó quá thì mình bỏ qua nha. Khó quá thì mình bỏ qua nha. Đau đầu. Lắc đầu. Bỏ qua ơi. Bỏ qua rồi rút tiếp. 31 giây rồi mà vẫn chưa được cái câu nào hết. Hít thở. Sung. Hít thở. Không khí. Thôi thở. Để cái khẩu hình miệng nó nói, bé Thảo nó nói không nên lời nhưng mà em nhìn cái khẩu hình miệng. Thầy đó. Mình có thể cho ăn cơm chưa? Mình có thể cho thay người khác nha. Rồi nhanh. Một đội trưởng có thể điều phối người khác lên nha. Đội trưởng có thể điều phối người khác lên. Thay người. Một phút rồi. Nhanh. Một phút rồi. Đúng, khẩu khác là 3 phút thôi nha. Rồi. Ủa cái câu này dài dữ trời. Trời ơi. Từ bình tĩnh. Rồi, con này dễ, Mùa xuân ơi. Yeah. Một câu thắng. Tiếp. Câu này dễ. Đọc hết câu. Hy hòn con ơi. Đọc hết câu. Hy hòn. Rồi hai câu. Hai câu. Đổi không? Hết giờ rồi hả? Ủa hết giờ chưa? Em. Chị. Chị. Chữ. Được. Đổi cái cách đi. Đổi không? Hết giờ. Sau 3 phút thì đội Viết Thắng đã giải được 2 câu cả nhà. Bây giờ chúng ta cùng nhau
tới với đội đổi lầy lội lên. Rồi lên. Đổi lầy lội lên. Rồi, bạn nào sẽ là người Em diễn tả đúng không ạ? Rồi. Ok. Chuẩn bị chưa? Chuẩn bị chưa? Dạ, được. Xong chưa? Ok. 3, 2, 1. Bắt đầu. Rút, bắt đầu. Chim. No, bụng. No. Chơi, cầm đi. Ăn. Đói bụng. Bụng bự. Đói phổi. Quần vải. Đùi. Đổi câu. Đổi câu hay đổi người. Lẹ, không có thời gian đâu. Lẹ. Máy nhà. Hình như cái chỗ này nó đèn quá hả chị ha? Đèn quá. Phủi. Đất. Hình như em kéo là bị sai rồi. Cái phải đúng không? Đây chứ không? Đổi. Đổi câu luôn hả Bí Nhi? Rồi, tiếp. Rồi. Một phút rồi. Con cóc. Đổi câu. 1 phút 20 giây rồi. Chưa được câu nào hết. Rồi. Yêu nhau. Lắm cắn nhau đâu. Một câu. Hùng. Chuột. Mèo. Đổi câu đi. 1 triệu. 1 triệu like. Hai câu rồi. Rồi. Đổi. Rồi. 2K3. 2K3 tuổi. Tuổi con. Oh my god. Tí sủ dằn mẹ thình. Tí ngọ mùi. 2K3 tuổi mùi. Tuổi con dê. Chưa. 2K3 tuổi con dê. Không phải. À, 2K3. K3. Con dê. Con dê. Còn 30 giây nữa bé. 30 giây nữa. Rồi. Tiếp. Đổi bé. Rồi. Hôm nay không có biết gì hết. Không có nhớ đúng không? Đổi. Hết gần hết không giờ có rồi, biết đổi nữa. Không có biết được hết giờ. Đáng lẽ là mình có 3 cuộc chơi lận nhưng mà team lầy lội quá nên là chơi 2 cuộc thắng hết 2 cuộc rồi. Giờ mình còn chơi trò chơi thứ 3 không anh? Không cần đâu em. Tôi khỏi chơi trò chơi thứ 3 luôn. Slogan hả? Dạ. Slogan là gì? Team lầy lội đổi này má. Ghê không? Và sau đây là chúng ta sẽ trao thưởng cho đội lầy lội. Dạ, với số tiền giải nhất là 10 triệu đồng. Và 5 triệu dành cho đội chiến thắng nhưng mà thua cuộc. Đây là trò chơi thứ 3, cũng là trò chơi cuối cùng ngày hôm nay nha. Trò chơi thứ 3 thì hồi nãy em cũng giới thiệu là trò chơi cá nhân và trò chơi may mắn của từng người. Ở trong này là những cái quả bóng. Tụi em đã chuẩn bị hồi trưa rồi. Quả bóng nước nha anh. Thì ở trong quả bóng nước sẽ có một phần quà đặc biệt dành cho từng người. Thì mỗi bạn sẽ giữ cho mình một quả bóng. Sau đó rồi mình sẽ đập cái quả bóng nó ra và nhận cái phần thưởng đó. Cái như là kiểu như là một con heo đất vậy đúng không? Dạ đúng rồi. À
Bây giờ là mỗi người sẽ lên thép thấy là vỏ bóng nào nó cũng như vỏ bóng đó. Dạ đúng không? Dạ, nhưng đúng mà rồi. Bây giờ là mỗi người sẽ lên chọn cho mình một vỏ bóng nha, một cái màu mà mình yêu thích đi. Bây giờ hàng này sẽ đi trước nha cả nhà, rồi anh lên trước. Màu nám bóng này, màu đỏ cũng sự mình nghĩ. Rồi về lại vị nhẹ trí nhẹ nhàng nha anh, nhẹ nhàng tiếp tục nha. Nhi. Rồi tiếp tục em, màu xanh hy vọng. Màu tím. Chú ơi, chú là mạnh mẽ nhất. Cái nào mà to nhất là nước nhiều nhất. Nước nhiều nhất là có khi là tiền ít nhất á. Không sao đâu. Rồi anh Minh, anh Minh chọn màu nào? Trời ơi, mạnh mẽ quá. Con đứa là lỗ hết à. Tới Thảo nè, màu xanh. Rồi rồi bạn Nhi, màu hồng. Còn hai bông bông bóng màu hồng là hai bạn quay phim, hai bạn quay phim lát nữa sẽ chọn sau cuối cùng nha. Bây giờ thép sẽ là người chiếc cái bông bóng này để coi giải thưởng. Bây giờ cả nhà sẽ cầm cái đầu nha. Đó đấy. Ráng rồi dám đi. Ui da. Ủa là tiền đâu rồi? Hãy giống chúc bạn may mắn lần sau dưới ta. Ôi trời ơi, có tiền. Có tiền hả? Ngon. Rồi thấy tờ xanh xanh là thấy à. 100 ngàn. Phải không? Sao thấy dài dưới ta? 200 ngàn. Yeah. Yeah. Wow, cái này hơi dày nha. 500. Rồi 2 tờ 200. Tới chú nè. Hơi dày nha. Tại em sợ nó rớt, tại em sợ nó bung ra. Bể bấm luôn. Trời ơi, hơi dày. 2 tờ. Thấp xuống. Không biết là con heo một năm nay là được xuống. Tên bảy cả nhà. Tên mến nè. Trời ơi, ổng rung tay kìa. Không có. Con heo này cũng đặc biệt lắm đây. Chắc em nghĩ 2 tờ. Wow. Sao vậy? Hai người đứng gần nhau. 1 tờ. Rồi, tới bạn Minh cả nhà. Rồi, lấm lên. Trang. Sao cái trò gì mà nó cực như vậy nè? Trời ơi. Cái trò gì mà nó cực như vậy? Rồi. Chốt rồi anh ơi. Không có, hình như 200 rồi. Thấy vậy. Cô được mấy tờ cô? Cô đang rung, cô đang rung. Hình như con nghĩ là nó 2 tờ cô. Theo kinh nghiệm của con là chắc gì ạ. Cô đang rung. Có 1 tờ à. Có 1 tờ hả? Trời ơi. 2 tờ. Wow. Rồi luôn rồi. Hậu, hình như anh nghĩ 2 tờ hay sao á Hậu à? Nhưng mà 2 tờ này mệnh giá khác anh. À 200 ngàn hả? Đây. 1 tờ, 2 tờ. Em cũng 2 tờ. 2 tờ. Đây 1 tờ ạ. Tiếp 1 tờ. Rồi cô Năm. 1 tờ. 1 tờ. 2 tờ. Thôi. Trời ơi trời, có 1 tờ chứ. Trời, xong rồi em thấy rồi. Cái chuyện lớn á mà, 2 tờ luôn. Em là, em thấy như là biết rồi đó. Minh 1 tờ hả? Ủa? Quản lý Trang, trò chơi đây là tổng đầu tư của cái trò chơi thứ ba này là bao nhiêu tiền? Là 11 triệu anh. 11 triệu? Dạ. Và tổng đầu tư của trò chơi mới nãy hai đội là bao nhiêu tiền? Tổng đầu tư là 15 triệu. 15 với lại trò chơi này là 11 triệu. Dạ. Là 26 triệu. Dạ. À, tổng trò chơi nãy giờ là 26 triệu cả nhà. Tiếp tới chương trình là mình sẽ phát lương và phát thưởng cho tất cả anh em trong team nha cả nhà. Em đâu rồi? Đây anh. À đây. Đây là số tiền mà hôm nay mình sẽ phát lương cho những anh em mình và phát thưởng cuối năm luôn nha cả nhà.
Bây giờ mình sẽ phát tem vay phim trước nha. Bạn Minh, bạn Minh là sẽ nhận trước nha. Bạn Minh đâu? Ui sợ nhiều quá vậy Minh. Bạn Minh là một trong những bạn mà làm cho thép lâu nhất. Thì mức lương của bạn, bạn có cho mình tiết lộ không? Tiết lộ cho hiện tại mình không biết mức lương mình nhiều luôn á. Thiệt hả? Lương cơ bản của bạn Minh 12.500.000 là lương cơ bản, chưa tính tiền doanh thu. Doanh thu là như thế nào? Doanh thu là những, ví dụ như mỗi tháng bạn Minh làm là ít gì, tệ gì cũng phải lãnh được 12.500.000. Còn doanh thu có nghĩa là doanh thu trong từng, trong cái tháng đó, ví dụ như doanh thu nó đạt ở ngưỡng đó thì bạn Minh sẽ lãnh tiền thêm, có nghĩa là tiền doanh thu. Nhưng đôi khi tiền doanh thu có khi nó lại gấp 2 lần tiền lương cơ bản luôn cả nhà. Đúng không bạn Minh? Chính xác. Tiền bạn Minh hay nói là tiền lương cơ bản lãnh cho vui thôi. Đúng không? Bởi vậy mình mới nói là mình không biết cái lương cơ bản của mình bao nhiêu tiền luôn á. Là không nhớ cả không nhà. Không nhớ luôn á. Không nhớ. Mặc dù năm vừa qua thì kinh tế toàn cầu khó khăn lắm cả nhà, nhưng mà kênh của Thép được rất là nhiều khán giả họ xem, họ ủng hộ nên cái số lượng mà doanh thu nó cũng cao. À, bạn Minh, để coi, Minh quay phim. Tổng lương và thưởng. Thưởng lương tháng 13 luôn trong này đúng không em? Dạ đúng rồi. Thưởng luôn em, lương tháng 13 là thưởng 12 triệu, đúng không? Thì tổng lương và thưởng của bạn Minh là, cả nhà có đón được không? Không ai đón được. Bạn Minh tự đọc luôn đi. 38.500.000 đồng. Chúc mừng bạn Minh. Thì hôm nay nhận lương cũng nhân dịp cuối năm, mình cũng xin chúc cho quý khán giả trên kênh Cú Đóng Thép và vợ chồng Đóng Thép, tất cả anh chị em ở đây một cái năm mới thật là hạnh phúc, vui vẻ, an khang thịnh vượng, phát tài phát lộc. Thì cũng cảm ơn gia đình bạn Thép rất là nhiều. Cảm ơn vợ chồng bạn Thép thời gian qua đã giúp đỡ mình, hỗ trợ cho mình rất là nhiều. Mình cũng xin chúc Cú Đóng Thép TV và Cú Đóng Thép Shop ngày càng phát triển và vững mạnh hơn nữa. Cảm ơn cả nhà mình rất là nhiều. Chúc cả nhà mình rất vui vẻ. Cảm ơn bạn Minh. Bạn Minh có một cái kênh là Huỳnh Tấn Minh. Cả nhà qua kênh ủng hộ bạn Minh nha. Hiện tại đang bao nhiêu người đăng ký? 62.000 người. 62 người, con số phải nói là rất là nhiều người mong đợi đó cả nhà. Cảm ơn Minh đã đồng hành cùng với Thép từ cái lúc mà khai thiên lập địa kênh Cú Đấm Thép TV, đến nay là 5 năm rồi cả nhà. Rồi tới tiếp là phần tiền lương của ai? Anh Nang. Anh Nang là một trong những người làm từ bên Cú Đấm Thép Shop, mới qua quay phim mới được một tháng thôi. Thì anh thấy công việc quay phim nó như thế nào? Công việc quay phim thì nói chung mình thấy nó rất là vui. Đi với anh em được trải nghiệm những cái lúc mà những lúc khó khăn, rồi thấy cái hoàn cảnh, những cái hoàn cảnh khó khăn mà được đem giúp đỡ, mình thấy nó vui lắm. Với lại mình đi được, mình được trải nghiệm, mình được học hỏi rất là nhiều thứ. Nên mình cũng rất thích cái công việc này. Có khi nào anh ngồi góc máy ở sau mà anh khóc không? Có nhiều lúc thấy cái những cái hoàn cảnh mà mình không có kìm được nước mắt, thì nói chung là mình là đàn ông thì nói chung là nước mắt thì nói chung là cũng không có, nói chung mình cũng ít có thể lộ ra, nhưng mà mình cũng có cảm động. Người ta kêu là giấu nước mắt vào bên trong cả nhà. Thép là một trong những người giấu nước mắt vào bên trong, nhưng mà đôi khi không giấu được, nó hơi bị nghẹn ngào. Đây là tiền lương của anh An. Tiếp tới là em Hùng, đã đồng hành cùng với Thép là bao nhiêu năm em? Dạ cũng gần 3 năm. Gần 3 năm hả? Cũng sau anh Minh mấy tháng. Xong anh Minh mấy tháng. Thì một gương mặt phải nói là rất là quen thuộc cả nhà, năm nào cũng giới thiệu hết. Nhưng mà em ít xuất hiện nên có thể là khán giả có đôi lúc nhiều cô chú chưa biết cả nhà. Thì đây là lương của em Hùng. Thấy nó cũng hơi dày mà không biết bao nhiêu ta. Tự em Hùng đọc luôn. Nhà lương của em là 39.432. Đây là tiền lương và tiền thưởng cả nhà. Thưởng thì một tháng lương cơ bản của em Hùng là hiện tại là 12.500.000. Giống như tất cả những anh em kia. Anh em nào mới quay phim mới vào thì lương cơ bản là 8 triệu cả nhà. Thì mỗi năm tăng 1-2 triệu tùy theo cái doanh thu hàng năm. Ví dụ như đạt năm đó là đạt chỉ tiêu lên tới con số tiền đó thì doanh thu nó sẽ được tăng nhiều nhất là 1 triệu và ít nhất là 500 ngàn nha cả nhà. Rồi tiếp tới em Phúc vô quay phim được năm. Dạ, hơn 1 năm. Hơn 1 năm rồi. Bây giờ thì công việc Thép thấy cũng rất là ok.
Phúc tiếp thu rất là nhanh cả nhà, làm cái gì cũng nhanh hết. Nên đây là lương của em Phúc, đây tự đọc luôn. Dạ, 33.432.500 đồng. Rồi, chúc mừng em Phúc. Cái phần tiền lương á thì em tính thì nó sẽ có những cái con số lẻ. Nhưng mà khi mà mình đưa là mình sẽ làm tròn với sau nha. À ok cả nhà. Rồi tiếp tới ai? Tiếp tới anh Mến. Rồi anh Bảy. Bảy có vẻ hơi hơi tên Bảy tự đọc. À, 21.100.000 đồng. Công việc của anh Bảy là làm rẫy. Thì mỗi tháng là lương thì nói chung là nó tại và rẫy vì doanh thu nó không có cả nhà. Thật sự mình nói làm rẫy doanh thu lỗ năm này lỗ bao nhiêu? 110 mấy triệu. Một năm này là làm sầu riêng lỗ 110 mấy triệu, tại vì sầu riêng nó bị rụng nhiều ở cả nhà, nên cái mức lương của anh Bảy nó không có được cao hơn những anh em khác nha cả nhà. Thì nhưng đổi lại anh Bảy có một cái kênh YouTube Trần Văn Mến. Thì mỗi tháng anh sản xuất ra rất nhiều video đăng tải lên đó, thì có một cái lượng doanh thu ở trên kênh đó chia sẻ với cả nhà. Cái đây chỉ là số lẻ thôi. Trên kênh nó mới gọi là số chẵn và số chín nha cả nhà. Đó thì tiếp, thay vì mình giúp đỡ anh em giống như anh Bảy mới nói, thay vì mình giúp đỡ mình cho cái này cho cái kia, nhưng mà mình hỗ trợ cho anh Bảy cái kênh thì để giúp anh Bảy sẽ cố gắng phấn đấu để giúp cho kênh phát triển. Và cái đó là cũng là một cái gì đó, nó là một tài sản gắn bó với anh Bảy từ bây giờ và tới mai sau. Cảm ơn anh đã luôn đồng hành với em nha. Nói chung thì một cái kênh thì Thép với Nhi thì lúc trước thì cũng nói là một năm mới tặng cho Mến, nhưng mà chỉ có mới có 9 tháng thôi thì đã tặng cái kênh. Thì cái kênh thì cái thu nhập thì cái tiền lương cái kênh YouTube thì nó cao hơn cái tiền lương làm cho Thép. Thì cái đó thì cũng như là một cái là vừa động viên mà Thép vừa giúp đỡ cho Mến cái nguồn thu nhập. Là từ trước tới giờ là Mến chưa có khi nào mà nếu mà có mong muốn thì cũng không có được cái mức lương đến cỡ đó. Thì trong năm nay Mến xây sở trong gia đình rất là nhiều luôn. Tại vì cũng gần lấy vợ rồi mà. Nói chung cái khoản tiền ở nhà Mến thì rất là lớn, cho nên là trong năm nay Mến cũng hỗ trợ mẹ và Thép cũng tạo cho cái kênh, thì có cái tiền thu nhập đó Mến đã gãi qua và trả hết tất cả các văn nợ của mẹ đã thiếu từ trước tới giờ. Cảm ơn Thép và cảm ơn Nhi, cảm ơn tất cả anh em. Nhưng mà quan trọng bây giờ là mình sẽ tích góp tiền để chuẩn bị lấy vợ cả nhà. Người yêu của anh Mến thì từ từ anh Mến sẽ tiết lộ nha cả nhà. Để thì tiếp tục. Ai? Cầm lên ngẫu nhiên đi. Chú Bình ơi. Chú Bình ơi. Chú Bình. Đây. Chú Bình đây hả? Ủa, chú Bình ấn tiền hay sao mà lương con thấy nó hơi ít gì là chút. Ủa chú ấn xuống trời trước rồi hả? Có thì tháng cơ bản 8 triệu ấn mới 5 triệu à. Hèn gì, tiền con thấy nó hơi ít á. Cái đây là tiền lương, còn đây thật nhận đúng không? Cảm ơn chú là một bên bộ phận tư vấn. Rồi tiếp tục. Hậu đâu? Hậu có vẻ hơi dày tí. Chắc là Hậu thì cũng chưa có con cái lùm đùm lề đề cả nhà, nên tiền vẫn còn đầy đủ nha cả nhà. Đây. Cảm ơn em Hậu đã luôn đồng hành cùng với anh nha. Rồi tiếp tục ai nữa đây? Thiếm là vợ của chú Bình. Mặc dù chú hơi bóng tí nhưng mà vợ rất là xinh, dễ thương cả nhà. Đây. Kệ nó mới ra một đứa mà hơi Đây Minh này, nãy là Minh Nam, bên này là Minh Nữ nha cả nhà. Đây số tiền của Minh đây. Đây. Lộc mới vào làm nha cả nhà. Rồi ai ở đây? Cô Năm, quản gia, tổng quản, quản lý trang, có cần dấu không? 27.100.000. Đây. Dạ em cảm ơn anh chị. Em cảm ơn anh chị rất là nhiều trong một năm vừa qua đã hỗ trợ cho
em cũng như là anh em trong shop. Cũng như anh chị mà em và anh em trong shop có một cái công việc ổn định hơn, có một cái công việc kiếm ra tiền để phụ giúp gia đình. Ok, cảm ơn em. Cái công việc quản lý của em có gì vất vả không? Dạ thì nó cũng có một chút áp lực. Nói chung là làm cái gì thì nó cũng sẽ có một chút áp lực riêng, nhưng mà em nghĩ là em sẽ vượt qua được. Cố gắng lên em. Bình tĩnh, tự tin và đừng cay cú là được. Con người chúng ta thì nó có 50% là Phật, 50% là ma. Nên mình sẽ cố gắng sống sao mà cái tỷ lệ Phật nó nghiêng về 70-80%, còn 20-30%. Tại vì người chúng ta, cả nhà có thấy không, đâu có ai mà hoàn hảo hết đâu, 100% mà cả nhà, đúng không? Thì mình sẽ cố gắng. Ngày xưa mình rất là nóng tính nha cả nhà. Ngày xưa mình là 50-50 á, bây giờ là mình sẽ cố gắng thay đổi từ từ. Bây giờ mình được 80-20 rồi cả nhà. Nên trong công việc thì mình cố gắng bình tĩnh, tự tin và đừng cây cú là được. Rồi. Bây giờ tới lương của mấy em nhỏ. Mấy em nhỏ này là biết sao cả nhà, là vừa đi học vừa làm. Có nghĩa là mỗi tiếng em rảnh là xuống đây gói hàng phụ nha. Thì mỗi tiếng mấy em làm, mỗi tiếng chị Trang bao nhiêu tiền? Chị Trang ra mức lương bao nhiêu tiền tiếng? Ủa chứ em làm không biết hả? Một tiếng làm nhiêu tiền ạ? À dạ, một tiếng part time của em là khoảng 20. Dạ em thấy đây là một cái số tiền nó rất là lớn, tại vì so với cái mặt bằng chung hiện nay á. Ok. Một tiếng 20.000 cả nhà. Thì mỗi ngày em làm mấy tiếng vậy? À dạ, khoảng một ngày em làm buổi sáng với mấy anh chị là khoảng 3 tiếng. À 3 tiếng. Dạ. Là làm buổi sáng rồi đi học á cả nhà. Đây là hai của hai chị em này cả nhà, đó hai chị em này. Đấy, cố gắng lên nha. Thì hoàn cảnh của hai chị em thì mẹ mất sớm mà cả nhà, nên cũng cố gắng nương tựa nhau, cố gắng lên nha. Dạ. Bữa nào anh sẽ chở em đi Sài Gòn chỉnh cái mắt lại nha. À em đang đeo kính hả? Mình đeo kính là nó có từ từ nó chỉnh lại đâu con? Dạ không, nó chỉ giữ độ mắt lại cho đi mổ. À, từ từ đi mổ hả? À khi nào mà mổ khó khăn mà thiếu tiền thì hú anh nha. Nha. Tại vì em đang là em họ con của cậu cả nhà. Đó nên em cứ thiếu tiền cứ hú anh nha. Anh sẽ tài trợ hết cho em. Rồi. Tới phát lương cả nhà. Phát lương cho mấy em. Rồi em tên gì, anh quên tên rồi ta? Dạ em là Quỳnh Anh. À Quỳnh Anh. Rồi em? Dạ Huyền. Huyền. Dạ Nhi. Nhi. Dạ Hào. Hào, đây. Là anh em họ hết luôn cả nhà. Nói chung là toàn người trong nhà không à, không có người lạ đâu. Rồi, chị Nhi sẽ phát lương cho mấy anh em. Tại vì mấy anh em làm theo tiếng á cả nhà, nên mức lương nó sẽ tính theo tiếng nha cả nhà. Lương của bé Thảo này. Trời. Sao lương cao quá vậy? 223.000. Ủa ấn hết xài hết rồi con Thảo? Ấn sạch bách luôn rồi hả? Còn 223.000 anh. Trời. Sao em ấn gì em ấn dữ vậy? 223.000 chưa mua được cái quần nữa nè. Là mua quần áo chưa? Dạ mua rồi. À mua rồi, không mừng quá. Còn 223.000 biết để làm gì nữa đây nè. Nhưng mà biết sao cả nhà, em mặc dù là em gái thép, nhưng mà nhiều người họ nói ủa em gái sẽ phải tạo điều kiện này kia. Nhưng mà tính thép suy nghĩ rất là, nói chung là rất là sâu. Mặc dù người ngồi mình có thể giúp họ nhiều, tại vì lúc đó họ ngặt cả nhà, họ ngặt, họ mình giúp được chứ nghèo sao giúp được. Nhưng riêng về người trong nhà nha, em có thép mong muốn nó phải có một cái tư duy suy nghĩ là muốn có tiền là phải tự đi làm, vận động ra, chứ không có ai cho. Và cũng không có phải kể chắc là anh mình giúp đỡ nhiều người tại sao không giúp mình. Đó nên em loại bỏ cái suy nghĩ đó ra nha. Dạ. Nên phải cố gắng nha. Đừng có suy nghĩ là ủa anh thấy anh mình giúp đỡ người này người kia vài chục triệu hay vài trăm triệu gì là mình đố kỵ với người ta là không được. Dạ. Mình phải luôn luôn cố gắng để học hỏi, để làm sao để kiếm được nhiều tiền, chứ đừng có ganh ghét hay đố kỵ với ai hết.
Dạ. Rồi ok, đây là số tiền 223.000 đồng. Đấy, cả nhà thấy em gái mình ưu ái cỡ đó. Đó. Phải cố gắng nỗ lực nha cả nhà. Cảm ơn tất cả quý khán giả đã luôn yêu thương xem video ủng hộ thép. Cảm ơn tất cả quý khách hàng đã luôn tin dùng ủng hộ sản phẩm của thép. Chúc mừng năm mới.